chúng ta vẫn thấy được sự điềm tĩnh đến từ Khuất Văn Khang. Cuộc đối đầu 1-1 giữa Khuất Văn Khang và thủ thành Choma Phát. Vẫn có được pha thực hiện quả đá phạt đền thành công. Lợi thế đang thuộc về U19 Việt Nam. Khuất Văn Khang làm tốt nhiệm vụ của mình. Đôi chút chấp chới thôi, nhưng câu chuyện vẫn ổn. Và giờ thì những hy vọng sẽ được gửi gắm cho thủ thành Văn Bình. Trước đó thì bóng đã khẽ chạm vào chân của thủ thành Trương Ma Phát, và tay thì chính xác hơn. Nhưng vẫn có được một quả đá phạt đền thành công dành cho U19 Việt Nam. Abraham sẽ là người thực hiện cú đá đầu tiên cho U19 Thái Lan. Trọng tài vừa có những nhắc nhở đối với thủ thành Văn Bình. Hy vọng rằng thủ thành của U19 Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu tay đôi với Abraham. Tỷ số penalty được cân bằng 1-1. Abraham đã đánh lừa được Văn Bình. Văn Trường sẽ là người thực hiện cú đá thứ hai cho U19 Việt Nam. Hai trụ cột của U19 Việt Nam tại giải đấu năm nay là những người thực hiện hai loạt sút đầu tiên, và đội trưởng Khuất Văn Khang đã thành công. Anh đã khuất phục được thủ thành Choma Phát của U19 Thái Lan. Và giờ tới lượt Văn Trường. Không vào. Có vấn đề rồi. Có vấn đề với tình huống cản phá của Choma Phát. Anh đã bước lên khỏi vạch vôi trước khi Văn Trường thực hiện quả đá phạt của mình. Số 14 của U19 Việt Nam sẽ thực hiện lại cú đá của mình. Trọng tài đã có những nhắc nhở. Nếu một lần nữa tái hiện thì Trương Ma Phát sẽ phải nhận một chiếc thẻ vàng. Một cơ hội để Văn Trường sửa sai. Rất tập trung. Áp lực tâm lý là không nhỏ, nhưng hy vọng lần này sẽ là niềm vui dành cho Văn Trường và U19 Việt Nam. Thành công. Cực kỳ quyết đoán. Văn Trường cũng sẽ phải nhận những nhắc nhở. Nhưng đó là một động thái cần thiết, cần thiết với U19 Việt Nam vào lúc này. Một cú đá phun lực găm bóng vào nóc lưới để giúp cho chúng ta tạm thời có được lợi thế. Lần này thì không có chút do dự nào cả. Tỷ số của loạt đá luân lưu đang tạm là 2-1 nghiêng về phía U19 Việt Nam. Sexan Ratri, cầu thủ được tung vào sân ở hiệp đấu thứ hai, sẽ là người thực hiện cú đá tiếp theo cho U19 Thái Lan. Tỷ số được cân bằng 2-2. Sexan Ratri đã có một cú đá đưa bóng vào góc khó và đánh bại được Văn Bình. Cú đá ở tầm thấp, sệt và đi vào gần với cạnh lưới. Tiếp tục là đòn tâm lý đến từ thủ thành Choma Phát. Và người thực hiện cú đá thứ 3 cho U19 Việt Nam sẽ là trung vệ Nhật Minh, người đã được đưa vào ở những phút cuối để thay thế cho Văn Sơn. Rất dễ dàng. Nhật Minh đã đánh lừa được thủ thành Choma Phát. Giờ thì những áp lực tâm lý bị đẩy về phía của U19 Thái Lan. Một cú đá khôn ngoan, lạnh đến từ Nhật Minh.
Đội trưởng Chanafat Buaphan sẽ là người thực hiện cú đá tiếp theo cho U19 Thái Lan. Ngày hôm nay thì trung vệ đội trưởng của U19 Thái Lan cũng chỉ được tung vào sân ở hiệp đấu thứ hai. Không vào. Văn Bình đã thành công. Một tình huống phán đoán rất chính xác của Cao Văn Bình. Không có niềm vui dành cho Chanapat Buaphan. Thủ thành của Sông Lam Nghệ An đã phán đoán chính xác. Đó là giá trị của một cầu thủ vừa trở về từ nước Đức sau khi đã tập trung cùng U17 Việt Nam. Tỷ số của loạt đá penalty là 3-2. Cơ hội đã được mở ra đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Cú đá tiếp theo sẽ được thực hiện bởi Văn Tú. Máy chạy của U19 Việt Nam đã có một trận đấu chơi hay. Và bây giờ anh cần một thực hiện quả đá phạt đền này thành công để đưa ra được lời khẳng định và tiếp tục tạo ra một áp lực lớn với U19 Thái Lan. Vẫn có được một quả đá phạt đền thành công. Lần thứ hai trong loạt đá penalty này, thủ thành Chermafat của U19 Thái Lan phán đoán được hướng sút của các cầu thủ Việt Nam. Thậm chí thủ thành này cũng đã chạm được tay vào bóng, nhưng cũng giống như cú đá của đội trưởng Khuất Văn Khang, Chermafat vẫn không thể ngăn cản được mảnh lưới. Phải rung lên. Một chút may mắn vẫn đứng về phía chúng ta. Và hãy cùng chờ đợi. Văn Bình sẽ cản phá được quả đá phạt đền này để sớm khép lại trận đấu. Đứng trước bóng đang là Thanaut. Thanaut đã đánh bại được Văn Bình. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt đền quyết định. Ngay sau đây thôi. Quốc Việt chăng? Hay là một cái tên nào khác sẽ được gửi gắm. Như vậy là không phải Quốc Việt trần sút số 1 của U19 Việt Nam, mà người thực hiện cú đá cuối cùng, cú đá thứ 5, sẽ là Đình Bắc. Chúng ta đã có được một bài học vô cùng giá trị từ giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á này. U19 Việt Nam sẽ có được vị trí thứ 3.